Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày Noel của năm 2020 và mình tham gia chương trình là mong muốn tặng những bông hoa sen của chân thiện nhẫn đến cho nhiều người hơn biết những giá trị của câu chuyện thiện lương thông qua được rất nhiều niềm công Phật pháp của môn tu luyện pháp luân công. Lý do tại sao mình muốn chia sẻ những bông hoa sen này đó là vì mình đã nhận được rất nhiều những lợi ích sức khỏe từ môn tập này và hy vọng rằng mọi người cũng sẽ nhận được những lợi ích sức khỏe. Mình đang tuyên truyền tới những người chân thiện nhẫn và sức khỏe thế giới này trở nên thiện lương. Vâng, như mọi người có thể thấy thì xung quanh đây đang có rất là đông đảo mọi người và gần như là ngày Giáng sinh luôn là ngày vui vẻ nhất trong năm. Và cũng chính vì lý do đó mà chúng em là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện Phật gia mà rất là tốt cho tâm tính và sức khỏe, thì chúng em cũng muốn ra đường để tặng cho mọi người những bông hoa sen đi trên tay của em đây ạ. Bông hoa sen này là do những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp làm ra. Và bông hoa sen này tượng trưng cho vẻ đẹp của chân, của thiện và của nhẫn. Và ý nghĩa mà khi bọn em muốn tặng bông hoa sen này cho mọi người ấy thì là chúng em muốn chia sẻ với mọi người hiểu rằng chân, thiện, nhẫn là tốt và Pháp Luân Đại Pháp hảo. Trong cái dịp lễ Giáng sinh này, mong cho tất cả mọi người và ông kia trong gia đình mọi người sẽ đều có những điều ơn và có minh bạch.